Nói về mình cũng tìm cách mà nghĩ hoài nghĩ không ra anh ơi. Mà bây giờ em mà nói là tối nay là chết với bà đó. Kính thưa quý vị, chắc chúng ta rất là dễ dàng nhận ra đây chính là ca sĩ được mệnh danh là hoàng tử trong làng âm nhạc, ca sĩ Đăng Khôi. À. Đầu tiên thì cho phép Đăng Khôi xin gửi chào tới chị Hồng Vân ạ, anh Quốc Thuận. Xin giới thiệu tất cả mọi người, mình là Đăng Khôi. Bây giờ thì năm nay mình 37 tuổi, là một ca sĩ, là một nghệ sĩ ở trong showbiz. Và còn đây là vợ mình là Thùy Anh. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Anh Khôi và Thùy Anh đã có hai bé, là hai bé trai, bé Ken là con đầu lòng 7 tuổi và bé Đăng Anh là bé thứ hai 4 tuổi. Thì anh thì hiện giờ đang điều hành một công ty về truyền thông của hai vợ chồng cũng được 10 năm rồi ạ. Nói nghe nè, là hai em là lần đầu tiên là gặp nhau như thế nào? Thực ra là em và anh Khôi đã có hai lần chạm mặt nhau. Nhưng mà với em thì em rất ấn tượng với anh ý. Nhưng anh ý sau này em hỏi anh không nhớ gì hết. Lúc đó là hai buổi chụp hình của báo Học Trò. Em là sinh viên đại học năm thứ hai, em là người mẫu Học Trò. Còn anh ý hồi ở Hà Nội đã là một ca sĩ rất là nổi tiếng rồi. Hôm đó là em biết em được gặp anh Đăng Khôi trong một buổi chụp hình. Không phải chụp chung với nhau mà hai mảng khác nhau. Anh ý chụp bìa còn em chụp thời trang. Thì em trang điểm rất là đẹp, rất tự tin rồi chào hỏi anh ý, cả hai lần đều thế. Thế xong đến sau này em hỏi là anh không nhớ gì, không ấn tượng gì với em hết trơn ấy. Và đến cái lần thứ ba thì em nhớ là hôm đó em được mời đến tham dự một cái cửa hàng của người bạn em. Thì khi mà em đến, em đang trò chuyện trong cửa hàng quần áo thì một người bạn thân chính là cái bác chụp ảnh chở vợ em đến. Cô ấy không có trang điểm gì hết, tóc thì bù xù à? Bù xù, quần ngố đến đây, chân thì đi dép tổ ong lẹt quẹt. Nhưng mà khi mà cái người con gái đấy bước vào thì em nhìn thấy tự nhiên em lại giống như một cái tiếng sét nó đánh trúng rồi đó, và tìm cách để bắt chuyện rồi là anh xin số điện thoại của mới em. Mới gọi cái bác người bạn thân đó là bác tài cho em xin số điện thoại của ấy đi. Thế là em mới xin số điện thoại và sau cái buổi đó thì em mới liên lạc. Rồi tóm gọn lại là mộc mạc nó mới giả chạc vô tim. Nhưng mà sau đó thì sao? Dạ, sau đó thì lúc mà em gặp vợ em là tháng 10. Lúc mà em liên lạc lại mà gặp lại lần tiếp theo là vào sinh nhật của em là 28 tháng 11, là khoảng gần 2 tháng sau. Thì em lại bay ra Hà Nội và em tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng thôi, một bữa ăn. Thì em lại mời những người bạn thân của mình, và trong đó thì em có nói là người bạn nghĩa ảnh gia của em là bác Tài ơi, bây giờ bác mời dùm làm cách nào mà bác phải mời cho em được cái cô gái mà hôm trước mà em xin số điện thoại đó. Em còn treo là bác mà không mời được cô ấy là bác đừng có tới tự tham dự lễ sinh nhật của em. Em phải có một đi buổi làm. Em đi làm, đó làm MC cho đài truyền hình. Vâng. Em phải quay xong rồi em mới tới. Lúc đấy khá là muộn, và em sắp tàn rồi. Sinh nhật thì em cứ ngóng, trễ quá mà không thấy vợ, thấy người mà mình muốn gặp tới. Thì mãi gần hết buổi tiệc thì người bạn em mới chở được, gọi là vợ của em tới. Món thì quà đặc biệt đúng không? Dạ. Nhưng mà đến lúc nào thì em mới biết được một điều là Khôi thích em? Anh ấy mời em đến sinh nhật xong thì em cũng không suy nghĩ gì cả, không để tâm. Thế đùng một cái hôm đấy là bố mẹ em nghe điện thoại bàn. Thì thấy một người xưng là Đăng Khôi gọi điện đến. Xong là lúc sau anh gặp được em thì anh mới rủ em đi cà phê. Thì em nói tại vì mẹ em dạy em rất là kỹ càng, không có thoải mái cái chuyện thích đi đâu thì đi. Thế em mới bảo anh Khôi là thì có gì anh qua nhà đón em. Thì sau cái hôm đấy anh đến, anh nói chuyện với bố mẹ em rất là đàng hoàng luôn. Em thấy là người bạn khác giới đầu tiên mà đến nhà thưa gửi đàng hoàng, ngồi nói chuyện với bố mẹ em cả tiếng đồng hồ xong mới xin phép để đưa em đi cà phê. Thì em mới thấy là anh sẵn sàng làm việc đấy để rủ mình đi, thì chắc là có tình ý gì với mình đây. Và sau đó là em đón rồi em đi cà phê ở quán iPop ở gần Hồ Gươm, một quán cà phê. Ở hôm đó tụi em mới có cái không gian riêng để mới hỏi nhau nhiều hơn thông tin về, đấy là chính xác là cái buổi hẹn hò đầu tiên. Cà phê xong là anh Khôi đưa em về nhà, và cũng trên chiếc xe hơi đó thì khung cảnh Hà Nội lúc đó là trời tối mà lạnh. Xong là anh ý bật một cái bản audio không lời, thì anh ấy khoe với em là đây là bản phối mà một bài hát anh ấy vừa mới viết. Em có muốn nghe không? Xong lúc đó anh ấy hát cho em, và trong cái bài hát đấy có một câu là mình yêu nhau đi không cần ngày mai. Thế em mới biết là tôi chết là rồi. Ôi tôi chết mượn mấy đêm trăng rồi, mình bị lừa rồi. Nhưng mà anh muốn biết cái bài đó là bài nào? Ca khúc đó tên là Con Đường Tình Yêu. Bây giờ em hát lời cái đoạn đó đi. Hát đi một cái đoạn ơi. Nào mà có cái câu mà yêu nhau đi không cần ngày mốt, quên ngày mai đó. Dạ. Rồi em sẽ hát cho anh và cũng như là tất cả các quý khán giả đây nghe. Này em thương yêu ơi, cho dù ta chung bao ước mơ, mà vì sao con đường tình yêu sao nhiều nước mắt, sao nhiều trông gai. Dù mai ta không bên nhau, xin đừng oán trách cho thêm sầu đau. Vì tình yêu
anh dành cho em mãi mãi không hề phai. Mình yêu nhau đi, không cần ngày mai. Mình yêu nhau đi, đừng toan tính ai được hơn. Dù cho mai sau không còn bên nhau, thì em hãy nhớ rằng tình yêu anh dành cho em suốt cuộc đời. Trời ơi, lý do vì sao em lại có một cái cảm xúc nó dâng trào mãnh liệt đến như vậy? Mỗi lần nghe bài hát này thì nó gắn liền với một kỷ niệm là chúng em đã chia tay rồi. Và khi mà quyết định quay lại với nhau ấy, hôm đó là Noel mùa đông Hà Nội rất là lạnh, và em đi theo anh Khôi và đứng sau cánh gà để bấm đĩa cho anh Khôi ở trên sân khấu. Và lúc đó anh cũng chưa nói với em về việc là mình sẽ tiếp tục như thế nào. Tức là cái tình yêu của bọn em lúc đấy nó chỉ trong một cái không gian rất là nhỏ, không được tiết lộ cho những người xung quanh biết. Thì trên sân khấu ngày hôm đấy trước tất cả các khán giả, anh Khôi nói là anh muốn hát bài này để tặng cho người mà anh yêu. Thì cái ca khúc này vang lên, em đứng đằng sau sân khấu, em không thể nói, em kìm đứng nước mắt. Và em biết lúc đấy là ai là người quan trọng nhất của em. Thì mỗi lần nghe ca khúc này thì cái cảm xúc và những kỷ niệm nó ùa về. Và mình không thể nào. Và cũng vì 14 năm qua chúng em đã trải qua rất nhiều những biến cố cùng nhau. Có thể nhìn vào em như thế này rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp đẽ. Nhưng đằng sau chúng em đã phải vượt qua rất nhiều chuyện. Và đến được bây giờ thì là cả một sự cố gắng, chứ không phải là chỉ đơn giản chỉ có tình đơn yêu. Đơn giản là cái tình yêu màu hồng đúng không? Nhưng mà chị muốn hỏi nè, tức là nãy em có nói cái chuyện tụi em chia tay nhau, thì tại sao lại có cái điều đó, và điều đó xảy ra vào cái thời điểm nào? Cái này thì cho phép em xin được chia sẻ. Vì là mình mới yêu nhau thì mình không thể nào xác định rằng là cái người yêu đó sẽ là vợ của mình, đúng không ạ? Và tất nhiên thì tụi em yêu nhau chính thức là bắt đầu từ năm 2005. Em yêu đến 2008. Thì lúc đấy tụi em đã đi được chặng đường là 3 năm với nhau rồi. Cuối hè 8, lúc đó là em đang là đại sứ du lịch của Việt Nam ở Đài Loan. Thì hôm đó thì Noel và Tết Tây thì em sang đó để hát cho cộng đồng người Việt. Thì thực sự là lúc đó, trước lúc đó là khoảng 3 tháng là tụi em đã chia tay nhau. Bởi vì em chỉ có một suy nghĩ thôi. Bởi vì là em không muốn tình yêu của mình dành cho vợ mình là một tình yêu ích kỷ. Bởi vì thực lòng là lúc ấy cái tình yêu dành cho âm nhạc của em quá lớn. Nên em nói vợ em là thôi bây giờ mình nên thử chia tay nhau. Thử chia tay nhau trong 3 tháng thôi, thử xem là mình có cần nhau hay không. Nếu thực sự mình cần nhau thì mình sẽ quay lại với nhau. Và mình sẽ tiến đến một cái bước là hôn nhân, thì em cũng sẽ sẵn sàng hy sinh cái đam mê lớn nhất của mình. Thì em nhớ là hôm đó là giao thừa năm 2008. Anh Khôi đang ở Đài Loan, anh ấy ở một mình. Thì trong lúc giao thừa anh gọi điện cho em. Thì trong cái khoảnh khắc đó thì anh có nói những cái lời mà muốn hai đứa cùng tiếp tục quay trở lại với nhau. Thì em cũng lắng nghe thôi, nhưng mà anh ở xa quá em chưa biết là phải làm thế nào. Thì ngay sau đó khi trở về Việt Nam, anh ấy mua một chiếc nhẫn kim cương nhỏ thôi, và đến bây giờ em vẫn đeo. Anh đến để nói với em rằng là anh muốn chúng mình kết hôn và bắt đầu cuộc sống mới. Hai vợ chồng đi làm đăng ký kết hôn để cho hai bố mẹ gia đình biết được là cái sự quyết tâm của hai tụi em. Em cũng xin vợ em và bố mẹ, vợ em và cả bố mẹ đẻ em nữa, là cho em một cái khoảng thời gian 3 năm để em có thể làm nốt tất cả những mong ước của em trong sự nghiệp âm nhạc. Đăng ký kết hôn rồi hai đứa vào Sài Gòn để lập nghiệp. Đó. Thì trong cái thời điểm đó đó là nó có những cái biến cố gì không? Trước khi em vào Sài Gòn là nhà anh Khôi bị cháy, là một cái thử thách đầu tiên. Trong Nam? Lúc đó là ở nhà bố mẹ đẻ em ở Hà Nội. Ở Hà Nội. Năm cháy nặng không em? Cháy không còn gì không luôn. Không còn cái gì. Rất là may mắn là không nhà em là người. Cũng 5 tầng. Là cháy từ trong ra ngoài, từ trên dưới cháy, không còn là gì luôn. Biến cố đầu tiên, biến cố đầu tiên trong cuộc đời là trước khi lấy anh ấy mình đã phải đối mặt rồi. Tháng 6 2009 là vào Sài Gòn là đó. Đăng ký kết hôn xong là bọn em vào Sài Gòn. Thì bọn em lúc đó là chỉ biết lao đầu vào làm việc thôi, tại vì phải xây dựng lại rất là nhiều để khán giả trong Nam đón nhận. Thì đó là những cái thời điểm mà anh ấy làm việc cực kỳ là tâm huyết và cật lực công luôn, công suất rất là nhiều. Sự nghiệp của em lúc đó là đến đạt đỉnh luôn, đỉnh điểm nhất của em. Thì cái lúc mà đang đỉnh cao nhất, tụi em làm sau đó nửa năm thì em bị, một ngày em ngủ dậy em bị mất thính lực, em bị điếc vào bên tai trái. Em ngủ dậy là em bị mất thăng bằng, em cứ đứng là em ngã xuống đất. Mà em ai mà nói với em á thì tai này em nghe được, nhưng mà tai này nó cứ
Tai của anh Khôi gặp vấn đề đấy chính là bệnh cholesteatoma. Một trong những bệnh cực kỳ nguy hiểm của tai. Nó ăn hết cả toàn bộ cái ốc tai và nó đã bám xương tai. Chỉ có 1 mm là bám lên màng não, mà nếu bám lên màng não là sẽ nguy hiểm tính mạng liền. Bác sĩ là ngay lập tức bác bảo là chỉ cho vòng, bác cho em vòng 3 ngày, 4 ngày thôi là phải nhập viện phẫu thuật liền ngay lập tức. Nếu không phẫu thuật là nguy hiểm. Và sau đó là em phải khác toàn bộ công việc. Em vào phẫu thuật, mà anh biết là khi em phẫu thuật xong một cái á, là cuộc đời em nó khác hẳn luôn. Anh biết sao, trước lúc đó là em và hai vợ chồng em là chỉ có đi diễn và bay diễn. Còn khi em phẫu thuật xong á, là em phải toàn bộ cái tai bên trong và xương con là bọn em là đồ nhân tạo hết. Đến giờ này cũng vẫn vậy. Bác sĩ yêu cầu em tối thiểu phải mất 2 năm để cho những cái đồ nhân tạo đó, vì nó rất là nhỏ và tinh vi. Nó mới mix vô, nó mới cố định được. Lúc đó em phải luôn luôn đem cái máy ở đây để thậm chí là cung cấp cái chất dinh dưỡng cho tai. Cho nên là anh hiểu ra là thời gian khi mà em phẫu thuật xong, ai mà vào á, một tháng đầu là một tuần đầu tiên là không được nói chuyện. Nói chuyện với em là phải viết bằng giấy. Vì nói là em đau. Em buốt ở đầu. Thế nên gần như em ở trong cái phòng tĩnh tâm hoàn toàn. Sau đó 10 ngày sau em mới được về nhà. Trong 2 năm đó là không được nhận show diễn không? Anh hồi phục trong vòng 6 tháng. Được cử động nhiều thì lúc đó là em trả nợ các show đã ký từ trước. Nhưng mà lại không được bay máy bay vì áp suất nó sẽ làm cái mảnh ghép đấy đúng rồi. Nhưng mà vẫn nhận show đi diễn được. Thì em phải trả nợ chứ không phải nhận show. Cái cách của em đó chính là đi diễn bằng tàu hỏa. Em phải đi diễn bằng tàu hỏa. Từ Nam ra Bắc là đi bằng tàu hỏa. Ôi trời ơi, một hot girl như thế này theo hot boy vào Sài Gòn chưa gì chứ gặp 2 biến cố. Rồi còn biến cố nào nữa không em? Hết đi. Chưa hết ạ. Nó mới chỉ được gần một nửa thôi ạ. Tưởng chừng là 2 cái trước đã là lớn đúng không? Nó mà nó không có lớn. Ngày 12 tháng 12, 2013, tập sau đầy đám cưới 1 tháng. Thì em biết một cái tin là... Tin sét đánh. Mẹ em bị ung thư. Mẹ ruột em. Mẹ bao nhiêu tuổi không? Dạ, mẹ em là 53. Lúc 53 tuổi. Mẹ em cứ bị xẹp 7 cái đốt xương. Và sau 6 tháng 7 cái đốt xương nó xẹp. Thì nó cứ xẹp dần, nó cứ biến mất luôn. Mẹ em đang cao và mẹ em bị lùn đi tận 11 cm. Và đến mức độ mà mẹ em khi mà đám cưới em xong là em không hề biết được cái tin về bố em về sau mới nói là mẹ em phải rất là cắn răng và phải đi tiêm. Nó tiêm rất tiêm nhiều, mấy mũi để xương để không có đau để mẹ em dự được đám cưới của em. Mà sau đám cưới của em á, mẹ em nằm 1 tháng luôn, mà mẹ em sút 10 mấy cân. Là bác sĩ thì nói với bố em là chỉ còn được 2 tháng nữa thôi, còn tâm nguyện gì thì làm nốt đi. Nhưng mà nó là ung thư gì? Mẹ em bị ung thư gọi là myeloma, nó là đa u tủy. Đa u tủy thì tức là nó là một loại ung thư máu. Nhưng mà bây giờ sức khỏe mẹ sao rồi? Từ bây giờ đến 6 năm thì trở về mẹ em vẫn sức khỏe tốt đến tận bây giờ. Tức là mẹ bây giờ là 59 rồi hả? Thôi mình bỏ quá khứ qua một bên đi. Bây giờ mình chuyển qua cái hiện tại nè. Hiện tại á là sang cái phần 2, đó là cái phần mà gọi là tật xấu. Mà nói anh đang muốn biết tật xấu đang coi là gì. Tật xấu đầu tiên thì chồng em có sở thích là ăn hạt hướng dương và đồ ăn vặt, và rồi ăn không phải là một cách bình thường mà phải ném tứ tung. Rồi anh có tự hốt không? Em đã góp ý và anh ăn vặt cũng được thôi, nhưng mà ăn xong thì cho cái giỏ để vợ mà có dọn thì nó nhẹ nhàng hơn. Chồng stress. Không được nói, là anh muốn ném xuống để cho xả stress. Tức là mình không cần quan tâm, mình vừa đọc truyện, mình vừa cắn hạt hướng dương, không cần quan tâm, không phải gò ép thì để cho vào cái bao nhiêu lâu không xong được, phải thay đổi. Mỗi lần mà em bé nhà em bước vào phòng, em bé nhà em nhìn thấy bãi chiến trường của bố Khôi là lại thốt lên: ôi trời ơi, con chuột bố Khôi, con lại phải đi dọn nữa, con mệt mỏi quá à. Em có quay đoạn clip đó rất là dễ thương, phải ghi lại làm bằng chứng luôn để sau này lỡ anh ấy quên thì anh ấy không có chối được. Cái thứ hai là anh hay quên. Chắc là có cơ hội chắc anh quên em luôn. Những cái gì mà không gắn lên người chắc quên hết. Mất ví, mất điện thoại, mất túi sách, không biết bao nhiêu lần, mất kiếm anh. Có bao giờ mà đưa em đi mà quên đón em về không? Có chứ, mải mê nói chuyện rồi công việc rồi sắp xếp, không có hết thời gian. Thế là em lại phải tự book xe đi về. Lơ đẩn. Em bảo em góp ý. Em nói gì là em chỉ có gật đầu, em không dám nói gì. Đúng quá mà. Em góp ý là đấy thôi, bây giờ mình phải cố gắng thay đổi trước khi mình đứng dậy, mình xem xung quanh mình có để quên gì không. Em bảo anh không nhớ được. Rồi giờ em mong muốn chồng em thay đổi gì? Em chỉ muốn là anh khắc phục lại một chút thôi, ví dụ quên 10 giờ chỉ quên 8 thôi. Cố gắng để ý lại, phải luyện trí lại, luyện trí lại. Khó lắm anh ơi. Rồi tới em đó, coi Phí anh có hoàn hảo không? Thật ra em ngồi thấy cô ấy nói về mình cũng tìm cách mà nghĩ hoài nghĩ không ra anh ơi. Mà bây giờ em mà nói là tối nay là chết với bà đó. Bây giờ chị hỏi em là vợ em có hay ghen không? Em đừng có nói là không có nha. Vợ em là super ghen luôn. Đó, thấy chưa? Super ghen. Ghen sao, ví dụ? Ví dụ ngay hôm qua thôi, em chạy qua chương trình Hò Dô của anh Huy Tuấn, rồi ngồi với Dương Hắc Linh thôi, là anh Dương Hắc Linh phải thốt lên: trời ơi, sao vừa mới gặp tôi mà có 5 phút thôi mà vợ gọi FaceTime liên tục.
À là xem coi ông có ngồi với ai không? Không? Mà có khi nào mà ghen trong giấc ngủ luôn không? Trời ơi, anh nói đúng luôn. Trời ơi. Vợ em là nhờ một tuần nó 7 ngày thì sẽ có 5 ngày. Là thì em thì hay thức đêm mà vợ em. Trong đâu rồi? Ai kiếm chồng tôi với. Tức là vợ em luôn luôn nằm mơ ác mộng với em. Ồ vậy đó hả? Tức là em luôn luôn em rất là hay mơ là em chồng thấy em bà nào dẫn không đi hay sao? Ngoại tình và em bị mất chồng nên là khi em thức dậy em nhìn anh ấy ánh mắt hình viên đạn. Rồi bây giờ em mong muốn vợ sao? Thực ra là khi mình đã yêu ai rồi thì tất cả những thật xấu thì em nghĩ đều là những gì rất là dễ thương. Và đấy mới là vợ mình anh ạ. Chứ nằm mà buổi tối mà không có hú hét, không có gào rú mất gì á thì lại không phải vợ mình. Quen rồi. Tức là em chấp nhận vợ em ghen như vậy đúng không? Mà thôi anh ơi, vợ em gào rú thế đi còn đỡ, chứ còn vợ em mà ngáy là chết em rồi. Thôi này dễ thương quá. Dễ thương quá. Thì thay mặt chẳng... chương trình á là phải cảm ơn vợ chồng em rất nhiều vì tụi em đã tham gia chương trình. Thông qua cái câu chuyện này thì khán giả sẽ có một cái nhìn khác hơn về những cặp vợ chồng trong showbiz. Không phải là như mọi người hay nghĩ là họ nay hợp rồi mai tan, mà thực sự là những người trong showbiz của chúng tôi á, rất nhiều những cặp vợ chồng đã phải vượt qua rất nhiều những cái thử thách, những cái khó khăn, và chúng tôi phải tự hoàn thiện bản thân mình rất nhiều để có thể giữ được một cái rừng cột gia đình nhỏ. Thì mong là quý vị khán giả có một cái nhìn khác hơn về giới showbiz của chúng tôi nha. Cảm ơn đã coi và Thủy Anh. Tôi quen của chị. Con rể tôi. Con rể út của tôi. Rồi mời hai em. Dạ, em xin được chào anh Hồng Thuận. Em được chào không sao. Dạ. Em xin được chào anh Quốc Thuận. Em xin được chào mẹ Mai. Mẹ Mai. Mẹ Mai. Mẹ Mai Hường Dân. Dạ. Em là Phạm Anh Tuấn, năm nay 33 tuổi, hiện em đang làm diễn viên, đang sống tại Hà Nội ạ. Ủa nhưng mà là sao con rung dữ vậy? Con không có việc gì con phải rung hết trơn á, con cứ y như lúc con đóng gạo nếp gạo tẻ đi con. Ủa nhưng mà cái đợt mà em đóng gạo nếp gạo tẻ là em phải bay vào trong này em đóng đúng không? Đúng rồi. Bay về Hà Nội. Dạ. Lúc đó thì em còn song song em còn quay phim Cả Một Đời Ân Oán nữa, tức là lúc đó em song song quay hai phim cùng lúc. Cả Một Đời Ân Oán luôn cái lúc đó đó. Rồi, cực ha, hai năm trời. Em xin phép chào chị Hồng Vân và anh Quốc Vận ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lâm Diễm Quỳnh ạ. Em 21 tuổi, em quê ở Lai Châu ạ. Lai Châu. Hiện tại thì em đang làm chuyên viên trang điểm ạ. Con cứ việc gọi cô bằng cô cho giống chồng đi, coi như gái có theo chồng đó. Con muốn gọi chú Thuận cũng được, anh Thuận cũng được, không sao cả nghe, gọi sao chú cũng nhận hết á. Quỳnh là nhiêu? 21 tuổi. 21 tuổi ạ. Bé này là 33 tuổi. Chà, lớn nhau sắp có hai con giáp, có một con giáp. Có một con giáp thôi. Sắp có một con giáp nè. Đã chính xác thì là 32 tuổi ạ. Nếu tính từ mụn là 33. 32. 11 tuổi ạ. Nhưng mà có 11 thôi đúng không? Xít một con giáp. Thì đó sắp một con giáp đó. Thôi cứ nhận đại đi con, vấn đề gì. Không sao cả. Miễn sao mà coi như là hợp nhau. Nhưng mà Tuấn nó trẻ. Trẻ quá. Tuấn trẻ lắm. Chà, như vậy là chắc có lẽ là họ quen nhau trong đoàn phim đó chị ơi. Em đoán đó chị. Sao con nói quen trong đoàn phim, nghĩa là Tuấn nó đi quay phim, bé này là lúc đó là chỉ mới có trợ lý make up thôi, và ổng đang ngồi make up thì thấy con bé trợ lý dễ thương quá, và lúc đang quay thì con bé này ra dặm mặt dặm phấn thấm mồ hôi, thế là bắt gặp ánh mắt và tia lửa điện xẹt và thích nhau rồi cua nhau và quen nhau luôn, đúng không? Tụi con chỉ cần nói đúng hay sai thôi, đúng không? Không đúng ạ. Đấy, em coi như em bị tước bằng, mới được có cái bằng cầm trong tay là chưa được nóng thì là anh bị giật lợi rồi. Lấy bằng ở luôn. Lấy lợi luôn. Đâu sao bây giờ hai đứa quen nhau, kể cho anh nghe đi. Cơ duyên nào gặp nhau? Cơ duyên hai bọn em gặp nhau thì hồi đấy là em có đi làm một chương trình event. Thì lúc đấy em cũng nhờ qua bạn bè để book bạn make up. Thì lúc đó thì vô tình là book phải vợ em. Thì lúc đó thì cái buổi đầu gặp nhau thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều ạ. Bởi vì là vợ em đeo khẩu trang, make up. Chỉ thấy là bạn ấy rất là trẻ, bạn rất là cao. Và cái ánh mắt thôi thì cũng khá là cuốn hút. Thì sau đó thì em có rủ bạn ấy đi xem phim. Nhưng mà cô hỏi này, cái hôm mà bạn make up cho con á là đẹp không? Coi như là hôm đó con thấy xuất sắc đúng không? Đẹp make up cho Tuấn á. Đúng rồi. Make up mặt nó rất đẹp. Make up đẹp xuất sắc, tại bạn này là thuộc loại là make up theo kiểu mà ạc luôn á. Dạ. Vậy đó. Thì á là con đầu tiên là con cảm thấy con vừa là thấy là con thấy sung sướng đúng không? Đẹp này.
chưa nữa rồi nè. Ánh mắt của ánh mắt lúc mà nhìn make up vô đó thì là nhìn rất là hấp dẫn. Dạ. Nhưng mà lúc mà make up cho con thấy phê không? Khi mà cái tay bắt đầu. Lúc đấy chưa phê lắm. Nhưng mà chỉ cảm thấy là đã có một cái gì đấy mình có một chút cảm tình từ cái ánh mắt rồi. Tại vì cái lúc mà mình make up mình đưa mặt ta đó là cái người make up đó là sẽ nằm ở trên nè, và hai mắt là sẽ chạm nhau, bốn mắt chạm nhau. Không phải trên dưới mà ngang. Đẹp lắm đúng không? Đẹp. Lúc đó là còn xuyến xắn rồi, cũng có sao xuyến nhẹ. Còn Quỳnh thì sao con? Khi mà con biết lúc đó con biết anh này là tức là con đã biết anh Tuấn chưa? Rồi con biết rồi. Con biết rồi đúng không? Thì con có idol ảnh không? Tức là con có thích ảnh không? Có không Quỳnh? Trong cái vai diễn của ảnh con có thích chưa? Thực ra là lại còn như thế này, có một chuyện mà rất là buồn cười. Tại vì là lúc đó thì vợ con bảo với con là em hâm mộ anh lắm, em thích anh lắm, rồi em thích các vai diễn của anh lắm. Nhưng mà vì sao con biết là không phải? Là sao? Bởi vì là chả xem phim nào của con đó mà chỉ biết con là diễn viên thôi. Là thắm ai thôi đúng không? Có xem một phim của anh đó. Có xem phim. Nhưng mà chỉ một vài phân đoạn thôi. Con xem cả một lời ân oán đúng không? Nghĩa là người ta có mà, người ta có xem. Nhưng mà lúc mà nói chuyện thì thấy là em hâm mộ anh lắm. Em gọi là thần tượng anh lắm. Fan đúng rồi, big fan của phim nào của anh em cũng xem. Hóa ra xem một vài phân đoạn của một phim. Đó là cái cách của bé thôi. Cái công việc của bé nó vào gặp anh nó nói vậy để cho đỡ có phải bị áp lực nè, đúng không? Không, nhưng mà con thì sao, lúc mà con make up cho anh á, rồi lúc đó con cái cảm xúc con sao? Vậy thì con cũng run đấy. Có nghĩa là kiểu lần đầu tiên mà được make cho người nổi tiếng ấy ạ. Cũng run, cũng kiểu là sợ là make không đẹp rồi là sẽ bị chê, nhưng mà sau đấy thì con thấy ưng. Không, nhưng mà nè, lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời, với một lần coi được anh ấy trên phim, và đồng thời ảnh cũng là ít nhiều gì là em cũng biết ảnh là một diễn viên nổi tiếng đúng không? Và gặp ở ngoài đời thì lần đầu tiên chạm mặt đó, thấy như thế nào? Ý chú Thuận nói là con có thích ảnh liền đó không? Con cũng hơi thích thôi ạ. Hơi thích thôi đó. Vâng. Giống như anh Tuấn gặp con là anh Tuấn hơi thích thích rồi đó. Nhưng là cả hai đứa gặp nhau đều hơi thích thích. Rồi sau đó là rủ đi coi phim luôn. Vâng, sau đó thì là em chủ động. Là cách đó là bao lâu? Sau đó chứ, sau đó bao lâu? Sau đó chắc là khoảng 1-2 ngày rồi. Là chủ động liên lạc liền, rồi đi xem phim. Nhưng mà nói chung là khi mà đi xem phim thì cũng rất là giữ khoảng cách. Đi trên đường thì ngồi cách xa. Lúc đấy con đi con chở xe máy hả? Con chở xe máy, ngồi cách xa một đoạn. Rồi vào dạp phim thì cũng chỉ xem phim thôi. Nhưng mà cái ngày đó cô ấy trưng diện có đẹp không? Hôm đấy thì style đồ của vợ con là như thế nào? Thì cũng kiểu hơi trẻ con. Thực ra là xong đấy về thì cũng thấy là sao bạn này bạn ấy trẻ con ấy. Nó cũng bớt thích đi một chút đấy. Cô ấy, cô người ta mới 21 tuổi mà. Cô lúc đó là mới 20 đúng không? Đâu, lúc đó là cách đây mấy năm rồi. 20. Vừa bước, đúng không? Vừa chuẩn bị bước qua 20. Lúc đấy là nếu mà chính xác là còn là mới 19 á. 19 mấy? Gần bước qua 20. Ủa thế lúc đó là con chưa có bồ luôn ấy. Vâng. Thì lúc đó là con chưa có bồ luôn. Chưa có bồ luôn. Thế là gặp bạn này luôn. Dạ. Bạn này mối tình đầu luôn không? Không, tức là cái khoảng thời gian mà đến với cả bạn ấy thì là Quyết đang tự do. Đúng rồi, đang tự do. Là lúc đó là lúc đó mình đang quay phim đó hả con hay lúc sao? Đó là con quay xong rồi. Đã quay xong cái gạo nếp rồi. Dạ vâng. Ồ. Ủa nhưng mà Tuấn, ngày hôm đó cô mặc đồ sao mà Tuấn lại không đấy là còn bớt cái hứng thú. Mùa đông ạ. Em nhớ là hồi đó là tháng 11 12. Tức cuối tháng 11 gần đầu tháng 12. Đông rồi, đông rồi. Vâng, thì nói chung ăn mặc rất là kín đáo và make up thì cũng không make luôn ấy. Gần như còn không make up luôn rồi. Thì tức là đi chơi rất là kiểu bạn ấy cũng thoải mái tự nhiên, tức là được một cái là em cảm thấy rất là ấn tượng, bởi vì là không quá là trưng diện. Khi mà mỗi lần gặp nhau thì rất là đời thường, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái bữa đó là Tuấn đến đón cổ hay là dạ, hẹn vâng nhau? Lúc đó em đến đón. Có gặp phụ huynh không? Dạ không ạ. Tại vì là lúc đó là vợ em thì quê ở tận Lai Châu rồi, tức là rất là xa. Ở trên này ở nhà thuê đúng không? Dạ vâng đúng ạ, bạn ấy ở nhà trọ. Thì vợ em đấy, thì đi xem phim rồi về thì cũng đi ăn. Và sau khi đi xem phim về đi ăn rồi lại trở về, rất là nói chung là rất là cuộc hẹn nghiêm, rất là trong sáng. Tức là nghiêm túc và trong rất sáng, nghiêm túc, kín rất trong cổng sáng. Cao tường. Dạ. Tháng 11, gần tháng 12 rồi mà hở hang nào được, tại vì viêm họng có chết. Bệnh phổi nữa. Đấy. Rồi sao? Rồi sau đó có khi nào là đi quay phim mà gặp vợ không, hoặc là ở gần cái khu nhà vợ ở không? Tức là có, tức là sau cái ngày mà sau ngày đầu tiên đi chơi ngày đấy, đi chơi thì sau đó cũng có đi chơi thêm một vài lần. Rồi đến một ngày thì em có đi quay ở gần nhà chỗ vợ em trọ. Thì
mình cũng rất là lúc ấy cũng rất là mệt rồi và cũng nhắn vu vơ là em ơi hôm nay anh mệt quá, anh qua phòng trọ em cho anh nằm nghỉ tí. Oh. Mà thực sự thì lúc đấy là con rất là cũng chỉ nghĩ trong đầu là mình rất là mệt, mình muốn là có một chỗ nghỉ lưng. Ừ. Là trong không, sáng rất thôi. Là trong sáng ạ. Và thế là khi mà vợ em ra đón rồi lúc đấy thì lại mặc một bộ đồ bó sát. Lúc đấy là mình cũng đã gợn gợn này, ôi sao trong không, trong đầu mặc, mình vợ em mình có mặc áo khoác mà. Không, áo khoác nhưng nói chung là vẫn là nhìn thấy bộ đồ bó sát ở trong, tức là đồ ngủ đấy. Nhìn thấy hết các đồ trong đấy. Ừ. Thì thấy sao trong tưởng tượng của mình bạn này rất là trẻ con, bạn này 19 tuổi mà sao lại có người đẹp như thế này. Sao lại mẩy nhở? Sao mẩy? Mẩy. Ừ, tiếng Bắc á, mẩy là nhìn nó hấp dẫn á. Mẩy. Nhìn nó hấp dẫn á. Và rồi em lên nhà nằm nghỉ. Sau đó thì cũng... Rồi sao? Mọi thứ cũng bắt đầu... mùa đông nhưng mà bắt đầu nóng dần. Ừ. Rồi là ôm nhau xong rồi có chuyện đấy. Ôi ông đóng phim ông mệt quá rồi đấy mà ông xin về nghỉ. Ông về ông còn mệt. Ông có nghỉ ngơi gì đâu. Cuối cùng lại thành là mệt hơn. Nhưng mà Quỳnh ơi, dạ. Cái lúc mà em nhận được cái tin nhắn của anh ấy nói là lên nhà mình nghỉ ngơi đó, trong đầu Quỳnh có suy nghĩ cái gì không? Lúc đấy thì con không nghĩ gì cả, con cũng rất là trong sáng thôi. Có nghĩa là anh ấy bảo là anh ấy quay phim gần nhà thì lúc đấy là lúc 5 giờ, hơn 5 giờ chiều. Thì là đấy, lúc đấy anh ấy bảo là cho anh về nghỉ một tí, nhờ một tí được không? Tí anh lại phải đi quay tiếp. Thế là con cũng đồng ý, con cũng hồn nhiên. Thương người đúng không? Thương người. Như vậy là hôm đó sau hôm đó là hai đứa chính thức yêu nhau đó đúng không? Sau đó là chính thức yêu nhau. Chiều hôm đó là ở luôn, sáng hôm sau. À không, sau đấy là em có phải đi tiếp, đi làm tiếp thật. Nó phải đi quay chứ. Ừ. Sau đấy lại đi quay tiếp. Chà, đêm đó cho Quỳnh khó ngủ lắm luôn Quỳnh. Nhớ Nhung ảnh đúng không? Không. Rồi hôm đó nó quay qua đêm không hay là quay đến mấy giờ? Con quay đến muộn, đến 11 rưỡi 12 giờ. Và tại sao không? Sao con quay về, không quay về phòng trọ? Mà lại quay về nhà mình. Mệt quá rồi. Thôi ta về nhà ta thôi. Vừa mệt lắm rồi. Mệt và thứ hai nữa là ở Hà Nội thì gần như là con không đi đêm. Từ rất là lâu rồi, từ khi tức là nói chung là không phải là mình sợ bố mẹ hay như đó mà con cảm giác như là sau khi mà mình không về thì bố mẹ rất là lo và mẹ con thì lại có nhiều bệnh. Và khi mà con ở trong Sài Gòn thì cũng có một cái biến cố rất là lớn mà con phải chuyển hết công tác từ trong Sài Gòn để ra Hà Nội là vì là mẹ con bị bệnh. Và mẹ con bị u nang màng não. Tức là trước đấy mẹ con đã mổ u ngực 2 lần rồi. U ngực là u lành, sau u ác. Và tức là từ mẹ con lại bị bệnh suy nghĩ nhiều nữa. Chính vì thế mà cái chuyện mà đi chơi thứ con là luôn luôn là về trước 12 giờ. Đúng rồi, có giới hạn. Rồi là đến khi mà cái chuyện mà mẹ con bị u nang màng não nữa thì con quyết định là quyết định ở nhà luôn. Mình phải chuyển công tác, không thể nào mà làm việc xa nhà nữa. Tất cả là vì lo cho mẹ. Dạ, đúng rồi. Và cũng là muốn là một cái sự sẻ chia động viên với mẹ. Dạ, đúng không? Rồi sau đó có đi quay, mỗi lần đi quay có dẫn Quỳnh đi theo không? Dạ. Có công khai Quỳnh với tất cả mọi người không? Thực ra thì sau đó thì em muốn cũng bảo với cả vợ là thôi bây giờ anh cũng đi làm rất nhiều, thế là em cũng một tuần thì khoảng 3-4 lần cũng đưa Quỳnh sang nhà em ở luôn. Và em cũng nói chuyện với cả bố mẹ luôn là đây là bây giờ con đang yêu bạn này và con cũng muốn là đưa bạn đi về nhà ở. Thì vợ em thì vẫn muốn là ở cả hai bên chứ không chuyển hẳn qua được, vì đôi khi là kiểu còn gia đình nữa, cũng không thể nào mà nói với bố mẹ là con sang nhà anh diễn viên ở mà bố mẹ thì chưa được gặp. Thì cho nên là bố mẹ cũng sẽ rất là lo, cho nên là hai đứa cũng vẫn duy trì là lúc thì ở nhà con, lúc thì ở nhà trọ. Nhà trọ. Thế là mẹ vui không? Lúc mà mẹ gặp con đưa Quỳnh về mẹ vui đúng không? Dạ. Xinh xắn quá cơ. Thế mà không, nhưng mà thực ra là Tuấn nó rất là nghiêm túc á trong cái việc mà đi làm, cũng giống như là trong các mối quan hệ trong anh chị em trong đoàn. Tại vì suốt 2 năm ròng rã với tụi nó mà. Ở trên đứa nào như nào là cô biết hết. Đấy. Thế thì coi như là về thì mẹ cũng vui. Thế rồi bao lâu thì tụi con quyết định là công khai làm đám cưới? Sau 1 năm ạ. 1 năm con và vợ yêu nhau thì nói chung là cũng có nhiều biến cố mà. Vì biến cố là chung là lúc đấy thì tính của vợ con cũng có trẻ con và bản thân con cũng thế. Trong tình yêu thì đôi khi mình cũng không chín chắn nhiều cái ấy. Cho nên cũng đôi khi là cũng cãi vã nhiều. Rồi vào một ngày đẹp trời vợ con bỏ về nhà trọ là nhận nhau đúng không? Dạ. Sao vậy? Cho Quỳnh nó nói coi, Quỳnh tại sao vậy con? Lỗi to lắm cô ạ.
Sao? Nghĩa là trước cái khoảng thời gian mà anh ấy quen con ấy, cũng có quen một bạn, thì nhưng mà cũng gọi là tìm hiểu nhau thôi. Thì đến cái lúc mà bọn con cãi nhau thì con bắt được là anh ấy thả tim cái video TikTok của cái bạn đấy. Và trong khi đã yêu nhau được một năm. Thì là xong rồi con nghĩ kiểu con lúc ấy rất là tức, kiểu nghĩ trong đầu là kiểu tại sao yêu mình mà vẫn còn nhớ đến người cũ. Xong rồi thế là bọn con cãi nhau to và con bỏ đi 3 ngày luôn. Thế đó. Vâng, lần đấy là căng thật. Ở trong 3 ngày đó là Tuấn có đi tìm bạn gái không? Là cũng hay là im luôn? Cũng có, tức là 2 ngày đầu tiên thì im, đến ngày thứ 3 cũng cố nhắn nhưng mà nghe chừng là căng thẳng quá. Thì vợ em mới bảo là hôm nay chiều nay về lấy đồ nốt đi. Thì lúc đấy nghĩa là dọn nhà đi luôn á. Đúng rồi, tức là quyết định là chia tay á. Thì cuối cùng cái quyết định mà về lấy đồ đấy lại thành ra là có em bé. Thường là như vậy mà. Thường là như vậy mà cãi nhau rồi giằng co rồi thế này thế nọ thế kia để không lọ bà trai các kiểu. Mà trước đó thì bọn em cũng đã có ý nghĩ là mình thả để là làm sao có em bé, thì hai đứa cũng muốn là gắn kết lâu dài. Thì cũng thả một thời gian cũng đâu đó khoảng tầm. Ủa, nghĩa là đi về rồi là phát hiện là có em bé hay sao? Không, không. Tức là chú không hiểu à? Ôi rồi anh phải nói như vậy để cho khán giả còn phải hiểu. Tức là trước khi cãi nhau, thả rồi và đấy thì lại không được, rồi là dẫn đến cãi nhau các thứ, là lúc đấy nhiều thứ nó vấn đề quá và vợ em thì áp lực và muốn là không quen nhau nữa. Thì sau khi bỏ đi 3 ngày thì về lại cuối cùng lại là có tin vui ạ. Nó dồn nén nhau cả 3 ngày nó không hoạt động gì. Thế thì đứa nào cũng sẵn sàng hết, tức là nó cãi nhau đến cao điểm xong nó phải làm hòa. Không, nhưng mà bây giờ không thế nào. Dạ bây giờ chị vừa nói làm hòa đó thì em muốn hỏi nè, bây giờ chắc chắn là bạn ấy phải chủ động làm hòa rồi, đúng không? Chứ Quỳnh nó quay về nó lấy đồ thì không thể nào mà nó đồng ý liền. Thì đúng là bạn này phải có một cái thành ý. Và cái thành ý làm hòa của anh ấy là như thế nào? Anh tự kể đi. Lúc đấy là em còn quỳ xuống. Quỳ xuống? Quỳ xuống em xin lỗi. Đâu em nói sao đâu. Lúc đấy là em thực sự là em bảo, lúc đấy em còn nhớ là em chỉ là em nhớ mang máng á. Anh xin lỗi bởi vì anh biết là mình đã sai. Và cái việc mà xảy ra thực sự thì rõ ràng thực sự thì anh không có ý gì cả. Nhưng mà rõ ràng là anh đã sai rồi. Và anh mong là em bỏ qua cho anh. Bởi vì thực sự thì chúng mình đã muốn đến với nhau, tức là không chỉ gắn kết ở cái tình cảm đôi lứa mà chúng mình còn muốn tiến tới hôn nhân. Thì em cho anh đây là lần cuối cùng xin lỗi và thà thiết chân thành quá, sau đó đóng cửa tức luôn. Khổ thân thằng Tuấn, tức là hôm ấy là nó bấm like thôi nhưng mà cái tay nó to quá nên nó đè sang cái chỗ cái tim chứ không có phải chủ đích là bấm tim. Hay thả tim lắm cô ạ. Bây giờ là cái tài khoản nó chắc là bị xóa luôn rồi đúng không? Chắc bị chặn rất nhiều rồi. Chặn luôn quá đi. Cho khi là lúc mà có em bé xong là bắt đầu kết hôn luôn, đúng không? Dạ vâng. Tức là đây chắc là cũng là một cái lỗi mà con với cả vợ con, là từ lúc mà yêu cho đến lúc kết hôn là con chưa tỏ tình. Không có một cái lời nói nào là em làm người yêu của anh nhé. Và chỉ có là yêu sau đó thì cầu hôn luôn. Bỏ qua cái câu là em làm người yêu anh nhé và là em làm vợ anh nhé luôn. Thì vợ con đôi khi cũng nhắc mà em chả hiểu anh kiểu gì mà sao hơn một năm yêu rồi đến khi cưới anh chả nói một câu là không nói một câu nào là em làm người yêu anh nhé cả. Đùng cái là em làm vợ anh nhé luôn. Và cái ngày mà con tính với cả bố mẹ con ấy là Tết này sẽ lên để gặp mặt hai gia đình với nhau. Thì đùng một cái biết tin là có em bé, và cái ngày mà gia đình gặp nhau lại là cái ngày dạm ngõ luôn. Tức mọi thứ nó đốt rất là nhiều giai đoạn, rất nhiều giai đoạn. Lúc đấy có em bé là con không ngờ tới luôn. Đến bởi vì là chỉ định là bố mẹ để Tết lên gặp nói chuyện, kiểu yêu nhau cũng lâu rồi. Thì là xong rồi anh Tuấn với cả bố mẹ chồng con thì cứ giục là thử đi. Đến cái lúc mà con thử lên hai vạch đỏ chót. Là có thật. Là có thật luôn. Vâng. Lúc đó mấy tháng rồi con? Dạ bây giờ em lúc bút thử hai vạch á. À lúc đấy là mới á. Mới tầm mới có 4 tuần. Không nhưng mà cả hai gia đình đều vui mà đúng không? Dạ vâng. Vui. Là cưới liền. Đấy. Dạ vâng, cưới liền luôn, là nắm hỏi rồi sau đó là cưới liền luôn. Rồi sau khi cưới vợ thì có vô phim nhiều không? Dạ từ khi mà em cưới vợ này đến khi mà thực ra thì lúc cưới là vợ em đã có bầu rồi. Thì em quyết định là không đi phim nữa luôn.
Ở nhà lo cho tất cả các thời gian chỉ ở nhà để chăm vợ, và đến khi bây giờ lại có em bé thì là chăm em bé thôi. Và quyết định chăm hai mẹ con luôn. Dạ vâng, gác hẳn một bên không làm phim và chỉ ở nhà chăm vợ con. Ồ, thế nhưng mà rồi cái công việc kiểu như là kinh tế thì như thế nào con? Đúng đó, thì thực sự đấy, lúc đấy là con cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì rõ ràng là khi mà mình lựa chọn gia đình thì kinh tế sẽ đi xuống. Thì cũng rất là khó khăn. Mình con cũng không nghĩ là từ cái việc kinh doanh của con cũng thua lỗ này. Rồi là phim thì rõ ràng mình không đi phim thì cái nguồn kinh tế cũng không có. Rồi quảng cáo thì khi mà mình không đi phim thì quảng cáo nó sẽ lại ít đi. Và nói chung lúc đấy cũng rất là áp lực. Thì cũng may mắn một cái là khi mà vợ con bầu này thì vợ con lại có rất nhiều quảng cáo. Rồi đến khi trước khi chuẩn bị có em bé rồi lại có nhiều quảng cáo, rồi cũng có một cái hợp đồng là với cả bệnh viện các thứ nữa, thì cũng trộm vía được một cái là vợ lại là người thu nhập chính cho gia đình. Lúc đó con lại nổi tiếng hơn. Nổi tiếng hơn. Tức là con cái, những cái hợp đồng quảng cáo đó là con làm cho người ta đúng không? Con make up cho người ta. Không là không, hay là con làm KOL luôn, là quảng cáo sản phẩm rồi đó. Đấy á. Đi chị gì ta hiểu không? Tự nhiên đụng cái một ông diễn viên coi như là tiếng nó lại mà không bằng một cô vợ mà make up. Gần như là một năm không có một cái quảng cáo nào. Mà hầu như là tất cả quảng cáo là từ dùng vào vợ hết. Trời hay quá. Và sao đó? Trời, vậy là hay em rồi có cái mày. Vậy là em bé là cỡ chừng khoảng đâu 5-6 tháng là bắt đầu vô hợp đồng có em bé nữa đó. Dạ. Tả giấy, tả giết rồi em bé con á. Dạ. Bây giờ là em bé được 3 tháng rồi. Đấy, 3 tháng nữa là nhá, hợp đồng tả giấy này, sữa bột này. Tới là cả nhà luôn nữa. Đúng rồi. Cả nhà nữa nha. Rồi bây giờ là đã nhận phim lại chưa? Chắc là đến sau năm ạ. Coi như cho cháu đầy năm đi. Dạ vâng. Đấy, cho con được đầy năm đi. Nếu nhiều khi có thêm đứa nữa thì sao? Nó vẫn thích có một đứa con gái. Con gái á, em rất không thích có một. Nó vẫn thích có một đứa con gái. Nếu bây giờ nói, bây giờ thì anh hỏi nè, nếu là con đứa nữa thì sao? Thì tiếp tục nghĩ nữa hả? Chắc không, lúc đấy thì em nghĩ là mình bắt buộc phải đi làm kinh tế rồi. Sắp xếp đúng không? Vâng, bởi vì là mình khi mà mình ở nhà chăm con rồi thì thực sự là kinh tế đi xuống nhiều lắm. Và mình cũng có lúc đã có kinh nghiệm chăm con rồi. Khi mà em chưa chăm con thì em cứ nghĩ là thôi mình cứ đi làm đi. Có kinh tế rồi là thuê giúp việc, rồi là chắc là bà nội bà ngoại sẽ giúp được. Nhưng mà đến khi thực sự thì khi mà vợ bầu thì mọi suy nghĩ nó cứ dần dần nó vụt tắt, nó cứ mất đi dần, bởi vì là mình muốn thực sự là tay mình chăm. Rồi khi em bé ra đời thì mình thực sự là đến khi mà vợ con mà đôi khi là thay bỉm thay nó lóng ngóng, em con còn cảm thấy nhiều nhìn luôn ngứa mắt, thôi vợ lui ra để anh làm. Ở nhà bây giờ là con là người thay bỉm nhanh nhất, con là người riêng mình con là ru em bé ngủ được. Ở nhà đôi khi là bà ngoại không ru được, giúp việc cũng mới cũng không ru được, nhưng mà con lại ru em bé ngủ được. Đấy, đây nè, nó cứ gắn kết thế đấy em ạ. Đấy, hai đứa là cũng vậy đó. Cũng một tay luôn. Nhưng mà là anh là vừa đi làm vừa ở nhà chăm á. Bây giờ em chắc là sang năm cũng phải như vậy. Nhưng mà cô nghĩ là cứ ông bà mình nói đúng, trời xanh voi xanh cỏ, nói chung là cứ như thế nào thì mình cứ thuận theo, mình không có ngược lại thôi. Biết đâu được, chả biết đâu. Nhiều khi ví dụ như là đang tính như này nhưng mà rồi một cái hợp đồng lớn nó đến với con chẳng hạn thì thôi mình cũng phải đúng không? Mình cũng phải cố gắng sắp xếp chứ đúng không con? Chứ để mà mình từ chối hết cái thứ thì đôi khi cũng lại thành ra là mình may mắn thì cũng không phải là đến nhiều. Tuy nhiên mình từ bỏ may mắn. Đúng rồi, cái cơ hội nó tới là mình cứ thế, mình phải nắm cơ hội thôi. Ôi, chúc mừng hai vợ chồng nha. Quá tuyệt vời. Các bạn sở dĩ mà có được một cái kết quả, đúng hơn là một thành quả như ngày hôm nay, phải nói rằng là do mình lựa chọn hết. Hạnh phúc là lựa chọn. Thế rồi. Nha. Rồi bây giờ tới cái phần kia. Lại cái phần kia con ạ, chương 2. Chương 2. Em thấy Tuấn nó hoàn hảo quá chị ơi. Công việc hy sinh thì chắc có lẽ là không có tật xấu gì đúng không? Em cứ để cái Quỳnh nó nói. Hả Quỳnh à? Vâng. Tuấn không có tật xấu gì đúng không? Con nói đi con. Có nhiều lắm ạ. Rất ngắn gọn. Nhiều lắm ạ. Tật xấu đầu tiên là rất là bừa bộn lôi thôi. Nghĩa là từ cái lúc mà yêu con ấy, lúc đầu là có nghĩa là đi làm về là có khi là đi đâu là quần áo tụt đến đấy. Đi về phòng là lôi thôi, và con dọn rất nhiều lần rồi. Xong cuối cùng vẫn vứt ra một đống ở đấy. Đến bây giờ thì mới đỡ hơn. Bây giờ là có giúp việc rồi thì là vẫn vứt ở đấy, nhưng mà gọi là ít hơn ngày xưa, gọn gàng hơn ngày xưa. Bừa bộn là cái đức tính của coi như là 8/10 ông chồng rồi con ơi. Thì khó ông nào mà không bừa bộn lắm cơ. Rồi còn cái gì nữa? Tiếp theo là... Có hay đi nhậu không? Đi nhậu thì cũng ít ạ. Từ lúc con bầu là hầu như là cũng ở nhà. Nhưng mà mỗi lần đi nhậu thì cũng tới bến. Về là cãi nhau ạ. Mỗi lần đi nhậu về là cãi nhau, bởi vì chồng con là đi tới bến luôn. Nghĩa là nhậu xong thì là có lèm bèm hay là có ấy hay là ngủ? Không, lèm bèm về nhà ngủ luôn ạ. Nhiều lúc có những hôm mà
con chăm em bé, bởi vì em bé nhà con là buổi đêm rất là quấy. Thì con cũng rất là bực mình, bởi vì là về thì đấy, chồng thì đã hứa là anh sẽ về sớm, nhưng anh hứa là anh 9 giờ anh về, và đến 10 rưỡi 11 giờ vẫn anh đang về đây. Xong rồi cuối cùng về là xong ngủ một mạch luôn. Là vừa nghe chồng ngáy và vừa phải bế con, vừa nghe con khóc bế quanh nhà ấy, là lúc này con rất là bực mình. Mà chồng đi nhậu là đi nhậu với bạn bè hay là đi nhậu với sinh nhật ăn sinh nhật bạn bè. Có nghĩa là em bé nhà con thì đấy, nếu như mà con không ru ngủ thì ở nhà khó ai mà ru được. Mà về sớm quá rồi sao mà ru được đúng không? Thật không nhớ là vì sao mình về được đến nhà. Rồi Tuấn có lãng mạn không? Cũng không ạ. Không lãng mạn. Vâng, đến tận cái lúc mà con đi đẻ thì là rất nhiều lần con đi ngoài đường con bảo là kiểu em rất là thích hoa hết các thứ, thì nhưng mà chồng con lại không bao giờ mua. Đến tận hôm con đi đẻ thì là mới cầm một bó hoa vào để tặng cho con. Là vậy anh hả? Vâng. Ủa sao cô lại tưởng Tuấn lãng mạn lắm chứ? Lúc yêu thì cũng hơi lúc cưới rồi thì cũng đỡ dần. Bất xong bây giờ bất luôn. Không, bây giờ thì là rút kinh nghiệm rồi. Rút kinh nghiệm này cũng phải khác ạ. Rồi còn tập gì nữa không? Mình 11 tuổi rồi mà người ta lúc ấy mới đẻ mà mình lại không không chiều chuộng, không ấy người ta. Còn tập gì nữa không Quỳnh? Hay ngủ muộn á. Hay ngủ muộn chơi game. Ngủ nướng thì thức khuya chăm con hả? Dạ có. Có. Được cái ấy, ngủ muộn thì bây giờ lại thức đêm chăm con luôn á. Là ngày xưa thì con hay chơi game đến khuya. Thì nói chung là từ lúc vợ bầu thì cũng thường xuyên chơi game. Rồi đến bây giờ thì có con thì lại buổi đêm thì du con ngủ xong lại cũng chơi game. Coi như cái đồng hồ sinh học của con không cần phải thay đổi. Hồi xưa thường xuyên chơi game, còn bây giờ chơi game thường xuyên. Thế con mong anh Tuấn nhà con thay đổi điều gì thì con sung sướng nhất? Là kiểu anh ngủ sớm đi. Thế ngủ sớm thì ai trông con cho con? Có giúp việc ạ. Thì cô ấy có ru được con chưa? Thực ra thì bé nhà con thì cứ từ kiểu bây giờ nó chưa vào giấc ạ. Từ 11 giờ đến 1 giờ là nó sẽ là cái giờ chơi của nó. Thì là nó kiểu nó sẽ bắt bé vác lên vai ạ. Nhưng mà sau 1 giờ là nó sẽ ngủ một vành đến sáng luôn ạ. Đấy. Thế thì con cho giờ luôn đi, em mong anh bắt đầu ngủ từ 1 giờ. Vâng. Đừng có cho ngủ sớm. Với cả bớt lôi thôi. Bớt ngủ bừa bộn đi ha. Vâng, ngủ sớm nè, bớt lôi thôi bừa bộn. Có bớt nhậu không? Nhậu thì thực ra ít thôi. Lúc vâng, chồng con cũng hạn chế. Rồi bây giờ tới lãng mạn hơn một chút con tự. Đúng rồi. Rồi. Lãng mạn chút nữa đi, chút nữa. Rồi. Bây giờ tới Tuấn đó. Cô ấy có tật xấu gì không? Có tật xấu là hay ghen lắm ạ. Ghen rất ghen. Và cũng ngủ nhiều. Ngủ nhiều thì thôi thì... Cái vụ ghen đó là sao? Khoan từ từ đi, vụ ghen đó. Có cái lần nào mà ghen dữ dội không? Sau khi cưới về? Nhiều, nhiều lần ghen dữ dội. Nhưng mà thực ra cũng là vì... Mà ghen đúng hay là ghen sai? Đúng á. Có nhiều người là ghen mộng nhá. Có nhiều người là ghen mộng nhá, ngủ mơ thấy là ghen nhá. Ừ, có không, nhiều bà vợ không đến mức như thế. Vợ con thì chỉ đôi khi là... tức là rất hay là ghen từ những cái chuyện cũ ạ. Tức là những cái chuyện đã xảy ra rồi thì thực sự con cũng bảo rất nhiều là cái chuyện nó đã xảy ra rồi thì anh không thể làm cách nào mà anh thay đổi nó được. Nhưng mà đôi khi cứ nhắc đến cái chuyện đấy thì thực sự thì khi mà nhắc đến là rõ ràng là mình sai rồi, bởi vì cái chuyện mình đã sai thì cứ nhắc đến là mình sai rồi. Thì con cũng chỉ mong là vợ con đừng nhắc đến những đừng chuyện cũ đi. Mình đang sống vì hiện tại và tương lai và con vẫn luôn luôn còn nói điều đó. Thì vẫn cứ hay không hiểu cách cú điều gì hay ghen với chuyện cũ. Lỗi sai đúng của anh là anh nhắc anh lặp lại nhiều lần bây giờ mới đỡ. Đấy. Nó vẫn thả tim mà con, nó vẫn thả tim mà. Là cái... bỏ luôn ạ, con cái đấy con bỏ luôn rồi. Bây giờ là bỏ hẳn rồi, còn thực ra trong cái lúc mà yêu con là phải 4-5 lần cãi nhau to về chuyện đấy không? Con bảo là anh không, em không thích như thế. Bây giờ kiểu anh với em đều là người yêu rồi mà em không làm như thế. Mà em cũng kiểu không thích là anh, người con gái khác sẽ nghĩ là anh cũng thích người ta. Thế xong ông này thì cứ cãi với con là anh quen, anh nứt qua hiểu anh đấy là thói quen của anh. Nhưng mà con bảo là trong cái thời gian mà giữ vào cái nút like sang cái nút thả tim là mất mấy giây, thế mà ông ấy bảo là ông ấy lướt qua. Lướt qua đấy là lúc yêu thôi, lúc cưới khác hẳn rồi. Nhưng mà thôi hạn chế đi, thôi bỏ qua luôn đi. Không, bây giờ em bỏ qua tất cả pass điện thoại gì giao cho bà luôn đi. Tức là bản thân em là từ lúc yêu là em đã đưa hết pass điện thoại, pass Zalo rồi tất cả mọi cái thông tin của em cá nhân, từ tất cả trang cá nhân là em đều công khai hết. Pass điện thoại, tức là lúc bất cứ lúc nào muốn cầm vào điện thoại của em là em đưa cho cầm.
Tức là, ô, như vậy là tôi hai vợ chồng ok là, rồi. Hai vợ chồng em mà không có, gần như là không có cái thật ra, gì giấu. Thực ra bây giờ con có mong vợ con thay đổi điều gì không để cô sẽ làm chứng cho con này. Đấy thì con cũng chỉ mong là không muốn vợ nhắc đến chuyện cũ nữa thôi. Ừ. Còn những cái chuyện mình đang sống về hiện tại và tương lai rồi, rồi. Thì những cái chuyện cũ đấy nó chuyện đâu. Chuyện cũ là đó, bỏ qua đi. Ừ. Thế nhá. Cô là cô không biết nó đóng những phim khác như nào cô không biết nhá. Nhưng mà nó đóng 2 năm với cô ở trong Nam nè. Là cái thì cô thấy là Diệp Tuấn á, là cái người mà rất là đúng giờ đúng giấc, làm việc rất là nghiêm túc trong cái trong cái vai diễn của mình. Thứ hai là cô thấy là bạn này là không có khéo ăn khéo nói, không có thả thính đâu, tức là gọi không có đĩ mồm đâu. Vâng. Đấy, thế mà tức là hết sức là chừng mực với lại bạn diễn nữ của mình luôn á. Vâng. Thì thành ra là cô hồi đó thì cô cứ nghĩ là Tuấn á, là nó đã có người yêu rồi cho nên rất là nghiêm túc. Hồi đó cô thì cô không có hỏi. Vâng. Cô không có hỏi chuyện đó, nhưng mà cô thấy là cô nói à chắc nó có người yêu ngoài Hà Nội rồi, thành ra nó nghiêm túc lắm. Đó, thì là cô chỉ nói như vậy để con hiểu là con đừng thèm ghen nữa, trời con xinh như thế. Con vừa xinh này, vừa trẻ này, vừa giỏi này. Nổi tiếng mắc mớ gì con phải ghen. Con đỡ rồi cô ạ. Đúng không con? Mắc mớ gì con? Con phải để người ta ghen với con chứ, việc gì con phải đi ghen với người ta. Ngày xưa thì con hay ghen bởi vì là lúc đấy bọn con yêu mà không công khai, không công khai trên mạng ạ. Thì là chỉ có gia đình bạn bè của con lúc biết mà thôi. Yêu thì con cũng có nói cả vợ con là thực sự thì mình là nghệ sĩ, đôi khi mình công khai lên mạng khi mà kiểu chưa mình trước, tức là khi mà cưới thì không nói, khi mà còn yêu nhau thì sẽ rất là phiền cho cả hai. Bản thân anh kiểu anh không muốn là bản thân con không muốn vợ con bị những cái người mà những người mà fan họ quá. Nhưng mà đó là trước đây. Dạ vâng. Không bây giờ thì thoải mái rồi. Thoải mái rồi. Trời. Đấy, cho nên con đừng có dại gì mà con ghen hết. Đó cô nói thiệt đó. Tại vì con phải để người ta ghen với con. Hiểu không? Vâng, đấy là ngày xưa. Không bây giờ cái chuyện ghen không á là sau này đi. Còn bây giờ nè đó, thật sự là nãy là Tuấn cũng công nhận luôn. Dạ. Là mình cũng không có quá lãng mạn. Dạ. Và cũng không có tỏ tình nữa cơ. Không tỏ có tình nè, tỏ tình là tỏ tình. Không có tỏ tình với cô ấy, đúng không? Dạ. Và Quỳnh cũng rất thích là chồng mình là một người đàn ông lãng mạn đó. Thì bữa nay trong chương trình Vợ Chồng Son trên sân khấu này đó, anh muốn Tuấn bày tỏ một cái tình cảm gì đó với vợ mình. Đúng rồi. Chưa? Đấy, cho tất cả những cái fan nữ của con thấy là đấy. Đấy. Vợ tôi đây. Đứng lên luôn đi. Đấy. Đây là vợ tôi đây, cái Quỳnh đây. Vợ. Con đứng lên để cho thấy Phật con. Mình đẹp mà. Thì trong thời gian mà mình yêu nhau này, cưới nhau này, thì thực sự thì anh cũng chưa được lãng mạn lắm. Hiện giờ thì anh cũng đang cố gắng để thay đổi rồi, nhưng mà anh rất là cảm ơn vợ đã bỏ qua hết những cái lỗi lầm của anh. Và đến bây giờ thì chúng ta đã có một cái món quà vô giá, đó là xoài. Thì anh cũng mong rằng là chúng mình sẽ mãi mãi yêu nhau, và vì không những là vì nhau mà chúng ta còn vì xoài nữa. Anh cảm ơn vợ rất nhiều. Ok. Trời ơi, quá tuyệt vời rồi. Năm con mèo không chừng có tin vui nữa. Một bà mèo nhí. Đó, một bé mèo gái ha, trong năm Quý Mão này. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện tình yêu hạnh phúc, để cho tất cả khán giả thấy được rằng các bạn đã có được ngày hôm nay một cái tình yêu, một cái niềm hạnh phúc đẹp như thế này. Đó chẳng qua đó là sự lựa chọn, và hạnh phúc đơn giản là lựa chọn nha. Rồi, xin cảm ơn.